Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ hai, ngày 3 tháng 13 2023 nha anh em. Tiếp tục lại lên đơn và gói hàng cho mọi người thôi. Thì trước mặt sau lưng em nó lăng đăng lê đê nhiều đồ ha. Nói chung là khá nhiều đồ. Đấy, tùm lum hết. Những cái con thanh lý vẫn còn nằm đây. Đó. Xe bao bự quá anh em ơi, quá bự luôn. Chà bá luôn. Rồi đặc biệt là trong video này chủ yếu của em là em nói với anh em cái con B.0 3.0 này thì Blue Carbon 3.0 bên em là sợi dây 5 mét chứ không phải 3 mét nha. Sợi dây 5 mét nè anh em, một cục dây to tướng luôn nè. Đó. Thì dây 5 mét nó sẽ mắc hơn dây 3 mét tầm gần 100 ngàn. Nhưng mà em hiện tại em bán là rẻ hơn lúc trước nữa. Lúc trước em về lấy dây 3 mét em đã bán là 1 triệu 2 năm chục cộng phí ship là 1 triệu 3. Mà lúc này dây 3 mét bự vậy, ở 5 mét bự vậy mà em bán 1 triệu 2 cộng phí ship là 50 ngàn là 1 triệu 2 năm chục. Anh em đam mê liên hệ em nha. Ở đây em có 3 bộ gửi cho ông chú quên tên. Chú mua lần này cũng 2 lần rồi. Chú Toàn ở Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Thì em nhắc lại về cấu hình ha. Cái tấm pin của nó là cái tấm pin 36W anh em. 36W. Bộ pin lưu trữ bên trong đây là bộ pin 25 bây giờ. Và có 100 con led Mỹ. Con led đó nó tên này nè anh em. Green, green này nó có in tên ở trên mặt luôn mà đó vậy không để ý. Thì sau khi hôm nay em nghiên cứu, em mới thấy cái chữ này hôm nay em không có đọc. Em nhìn chủ luôn cục bộ ở đây không à? Nè, clear red led nè. Green Cree LED nè. Nó dùng LED Cree của Mỹ anh em. 100 con LED Cree của Mỹ ha. Đó và nó thiết kế vậy đó. Đó nặng trịch luôn nha mọi người. Đây là Blue Carbon 3.0. Giá 1 triệu 2 nha. Phí ship 50 ngàn. Anh em mua lẻ vậy ha. Anh em mua 5-7 bộ, 1 chục bộ thì em sẽ cân nhắc em bao ship cho anh em luôn. Mua 1 chục bộ rồi này kia ha. Đó mua mà em đóng thùng thùng đi là em ráng em bao ship cho mọi người. Đó, thể hiện cái tinh thần hăng hái. Đó. Bộ pin lưu trữ bên trong đây là 25 A nha. Và đèn này thì nói với anh em là sáng nha. Hai cái đèn ở đây rất sáng, còn cái đèn bên đây thì không sáng. Anh em về nhà mà gặp cái đèn nào không sáng vậy á, mọi người nhớ phơi nắng tấm pin để sạc dài ngày, 2 ngày, 3 ngày giùm em nha. Để em bắt lên cho mọi người thấy nè. Nó cháy như quỷ không? Đó. Thì em cũng bán cái này cho mọi người luôn, chứ em cũng không có gì á. Em cũng không đợi tới ngày mai em sạc gì đâu. Em bán đi, mọi người về lắp lên rồi mọi người sạc giúp em. Còn hai cái bên đây thì hình như nó có điện nè. Đó, nó sẽ cháy sáng hơn. Cái giữa này nó sáng hơn cái kế bên, chứng tỏ cái kế bên này chưa có đủ điện. Còn cái giữa này em thấy khá khá là no điện nè. Bây giờ em lấy cái này, khi mà đèn no điện rồi thì nó cháy như thế nào. Em sẽ review cho anh em xem. Blue Carbon 3.0 sáng như ban ngày. Đèn năng lượng là sáng như ban ngày nha anh em. Chứ nhiều mọi người hồi đó em bán á, em mới bán mấy tháng đầu á, mọi người vô chĩa em. Nói em bán đèn năng lượng chi vậy? Bán nó mờ mờ tối tối này kia. Tại vì trước giờ anh em mua đèn ở những cái nơi mà 399K, 499K đồ á. Cái anh em mua trúng những cái đèn nhỏ nhỏ không. Cái gì lắp cái nó tới thui, cái mọi người nói em bán đèn, tưởng là em bán mấy cái đèn đó. Đó, đèn của em bán nó vậy nè mọi người. Nó sáng như ban ngày luôn á. Ý là 3.0 thôi, chứ còn 4.0 với 5.0 là nó còn khủng bố hơn nữa nha. Đó, anh em thấy không? Đây là lý do 3.0, 4.0, 5.0 lúc này người ta mua nhiều vậy á. Ánh sáng đó nè. Mọi người nhìn giống ban ngày không? Ban đêm mà người ta cầm này đi chơi hen. Đó, đi chơi, đi bắt ốc, bắt cua rồi hen. Là ma nó thấy cũng bỏ chạy nữa mọi người. Đảm bảo với anh em luôn. Nè. Pha sáng một khung trời á. Mà cái ánh sáng của con led ri này á, nó xa lắm nha. Ánh sáng nó đi lắm á. Ánh sáng đi xa nha. Đó, mọi người thấy không? Đó, bây giờ thì có mình em cầm camera với lại cầm cái này. Cho nên là em cũng khó quay ngược sáng, không quay ngược sáng được. Nè nó nè, đèn nó nè. Giờ em quay lại cho mọi người thấy nè. Đó, một khung trời là 100, 200, 200 mấy mét vuông là ok nha. Đó. Đèn sáng trưng. Thì trong ba cái bóng đèn, bóng này là đủ điện nè. Còn hai bóng kia em thấy chưa đủ điện. Cho nên mọi người về nhà, mọi người nhớ là sạc khoảng 2-3 ngày rồi mọi người mới xài nha. Chứ đừng xài liền tại vì nó chưa có bơm điện á. Đó, nhà sản xuất nhiều khi nó không có bơm vô. Đó, tụi em phải ở đây phải phơi nắng bơm á chứ nó không bơm. Đó. Đèn trưng luôn nha anh em. Đó.
Thì những cái tháng gần đây á là em hết nghe mấy bạn em nó nhắn em là bán đèn năng lượng chi, bán đèn tối tối người ta không thấy đường, người ta chửi này kia, là em hết thấy tụi nó nhắn. À, lý do là em đèn không sáng em đâu có bán đâu, em bán là đèn phải sáng nè, anh em thấy không nè, nó rọi cái chiếc xe cùn của em đó nè, rọi kiển nè. Ở mọi người lắp ở sân vườn đồ thì nó được gọi là sáng trưng, sáng dữ ta, đèn sáng dữ. À đó, cũng lâu rồi em không có test lưu carbon 3.0, hồi sáng ghê anh em ơi. Đó, vài trăm mét vuông có chuyện nhầm nhò gì đâu ha. Đó, cái đèn đủ điện nó sáng vậy nè. Có 1,2 triệu à, phí ship có 50.000 nữa à. Sáng ghê không, trời đất ơi. Bởi vậy em biết hôm nay nhiều khi em cũng không có để ý ánh sáng của nó, tại vì em bán thì em cũng test lâu rồi, rồi lâu quá em không có test ban đêm lại, nhiều khi ánh sáng này em không để ý lắm. Mà mọi người mua này nhiều, bữa nay sẵn em bán được 3 cái em để vậy nè, cái em quay luôn cho nó thấy nó hoành tráng ha. Thì nhờ quay vậy mà em thấy nó sáng ghê ta, sáng thiệt luôn đó. Đấy thì nhiều bạn cứ nói này nó bán đồ, nó khen đồ của nó, thì anh em có thể thấy ánh sáng thực tế đó, coi coi đúng không. Nhưng mà anh em nhớ là cái này có 1,2 triệu nha, chứ không phải 2 triệu nha mọi người. Đèn 2 triệu mà sáng vậy thì mình không nói, còn cái này có 1,2 triệu à, sáng trưng đó nha. Đấy cho nên là bạn nào đam mê thì cứ liên hệ em, an tâm đi, hàng mà không ba sáng là em không bán đó. Công ty bị em trả về riết chắc là cũng nhiều đó. Đó, những cái gì mà nó không có vừa mắt em là em không có bán đó, rồi tránh qua đó. Thì ở đây có cái đơn của anh Trung ở, anh Trung này ở đâu ta, anh Trung hình như ở Tuy Phong Bình Định à, Tuy Phong Bình Thuận hay Bình Định ta, đưa điện thoại đó em. Mới cái ảnh thì mua hàng lần này lần thứ ba rồi, nhưng mà cũng lâu lâu anh quay lại lần là không có nhớ nha. Giờ luôn tôi đang mở rồi. Anh Trung ở Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Định à, Bình Thuận. Thì anh chơi một cái lưu carbon mạnh mẽ nè, 6.0 nè. Em mà mở ra luôn cái quay sơ sơ cái, rồi bấm lấy cái remote kia bấm cái cho coi cái nữa. cao hơn chắc À, lưu carbon 5.0 nè. Cái tấm pin này là chà bá luôn. Tấm pin này nhiêu quá ta, nhiều hàng quá quên. 80W ha, tấm pin bự vậy á, 6 tấc mấy á, 6 tấc 8 vuông đó. Còn cái này á là những cái JD 60W nè, cái giống như nhà em đang dùng nè. JD 60W giá 780, anh lấy nguyên hai cái này với là một cái bên đây là ba cái luôn, 3 triệu mấy anh chuyển khoản qua cho em luôn rồi đó. Đó thì trước đây anh có lấy em hai cái này. Hai cái này. Đây nè, nói mình đem lên luôn. JD 60W em đang xài anh em, cái mà em đang xài đó giờ 3 năm nay đó. Đó. Thì anh lấy lần này anh lấy hai cái nữa. Thì lần trước anh lấy hai cái rồi, anh nói xài thì cũng đó, ok đó. Thì người ta xài ok người ta mua nữa mọi người, chứ xài mà không tốt ai mà mua. Thì ai cũng biết điều đó rồi ha. Anh xài anh cảm thấy an tâm mà nó mua nữa nè. Đó, bỏ bỏ này vô sẵn test luôn. JD 60 ha. Cái mà em đang dùng ở nhà em hồi đó giờ nè. Bữa nay em bị ánh sáng hơi yếu mọi người thông cảm. Tại vì bên đây cái chỗ ánh sáng mạnh của em á là bây giờ những cái đồ thanh lý nó chiếm chỗ hết rồi. Đó cho nên là giờ em quay sao quá ánh sáng yếu mọi người thông cảm ha. JD 60 em bán 780 bộ ngang, phí ship 40.000 nha mọi người. Đam mê liên hệ em nha. Chạy vòng lên kia lấy cái remote bấm cái này. Đó thì đây là lưu bộ 5.0 này em bán 2 triệu 250 nè. Giá cao lắm chứ không phải thấp đâu. Nhưng mà anh em hôm bữa giờ mua cũng tấp nập á. Rồi đèn này chưa đủ điện nè. Nó đủ điện nó cháy ghê lắm. Chưa đủ điện luôn anh em. Chưa đủ điện thôi chứ còn nó sáng ok lắm. Chưa đủ điện nhưng mà nó vẫn rất là sáng. Đó. Cầm một tay lên giống như tập tạ luôn anh em. Đó. Cầm lên chứ không phải bỏ xuống được nha. Bỏ xuống rồi là đem lên không được. Không, cái này chưa sáng quạt. Cái này là chưa đủ điện nè. Đủ điện nó sáng thấy con kiến luôn. Đó, nhìn con led cháy là biết chưa đủ điện rồi. Không sao hết ha. Từ từ về anh em gắn vô anh em sạc cái đủ điện lại cái mình bắt lại mình xài. Hồi nãy cái này đủ điện nè. Thì thằng lưu carbon nó có cái vậy mọi người. Nó sản xuất nhiều cái nó không có bơm miếng điện vô. Đó. Không điện luôn, không có điện luôn, có cái không có luôn. Thì chúng ta bắt lên có cái là nó chả thấy gì hết. Mình phải sạc lại nha anh em. Nè. Cái này sáng ghê, cái này đủ điện nè. Đó. Thì mấy cái đèn này như nhau hết à, khi mà sạc đủ điện thì nó sẽ giống nhau hết. Đó. Rồi em bỏ xuống đi em quay mấy cái kia.
Rồi cái này nó có miếng điện nãy. Hồi nãy nó đã cháy, cháy còn tốt tốt, bây giờ nó hết cháy luôn. Không sao, mọi người về sạc giúp em nha. Sáng trưng. Lưu carbon ha. Rồi cái 5.0 bên đây thì em báo lại là 2.250.000 nha. Còn đây là GD60 bán 780 của em nè. Cái mà nhà em cũng gắn nè. Nhà em có gắn trên đó đó ha. Đây đó. 780 thôi mọi người. Xài bền lâu luôn. Đó. Anh Trung hỏi anh lấy hai cái, bữa nay anh quay là anh lấy hai cái. Rồi anh đẩy thêm một cái lưu carbon 5.0 nữa. Đó. Anh sáng dậy 780 phí ship 40.000 thì đúng rồi. Thấy không? Giá cả quá ok rồi. Hồi đó em bán 750 mới ghê anh em. Bán 750 thời gian nha. Bán thời gian là em chịu hết nổi giá rồi. Em lên 780 chứ không dám lên nhiều luôn mọi người. Rồi đam mê hãy hú em. Đó. Bây giờ cũng khuya rồi, tranh thủ gói để lát nữa buồn ngủ gói không nổi. Đó. Biết còn món nào nữa không? Nãy mấy anh em nhắn tới nhanh quá mình quên không biết là còn bao nhiêu món chưa đem ra. Chiều giờ em cũng gói được mấy cục mọi người. Gói được một số đồ đây nè, em để em đóng nè. Đó, gói xong để tập kết đó trên bàn đó ha. Đấy. Ít bữa lấy đèn sáng sáng gắn được, đèn này quay phim hơi mờ. Hỏi chúc anh em có một buổi tối ngủ ngon ngon giấc nha. Xin chào, hẹn gặp anh em ở những video lần sau.